Hoàng Trọng quay trở lại với quý khán thính giả trong phần tin tức thời sự thế giới ngày hôm nay của Leader Sài Gòn TV. Thế nhưng trước hết là thời tiết. Sau cơn mưa trời lại sáng, đây là hình ảnh của Phúc Lộc Thọ chỉ cách đây khoảng nửa giờ đồng hồ thôi thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận để À, gửi đến những quý vị nào ở xa lý đồ sài gòn tv đó có dịp thỉnh thoảng được nhìn thấy một hình ảnh gợi nhớ vâng những ngày tháng quý vị êm đềm à, đã dành đến quận cam và đến phước Lộc thọ quá vui và nhất là những quý vị nào đi mua sắm ăn hàng ở đây à, bởi vì chúng tôi có gia đình từ texas dallas texas sang đây để thăm và họ lần đầu tiên đến lý đồ sài gòn và họ nói rằng không thể tưởng được cái không không khí tấp nập và nhộn nhịp sầm uất của liều Sài Gòn như thế nào thưa quý vị. Sau cơn mưa trở lại sáng một lần nữa, nhiệt độ ngày hôm nay à mát lạnh thưa quý vị, không quá được 70 độ luôn ở khắp nơi bởi vì may vẫn còn nhiều mặc dù dự báo khí tượng thì nói rằng hôm nay có mưa nhưng mà rồi cuối cùng thì mưa vào buổi sáng mà thôi, để lại buổi chiều nắng sẽ lên và nếu nắng lên quý vị cũng nhớ cẩn thận bởi vì chỉ số UV lên đến 9 luôn, chưa bao giờ mà chỉ số UV nhiều như thế trong năm nay, có thể là ảnh hưởng của hiện tượng hâm nóng bầu khí quyển xuyên qua màn ozone và chiếu rọi thẳng xuống mặt đất. 9 độ UV. Và trong những ngày tới thưa quý vị, ngày mai thì nhiệt độ vẫn còn mát, 68 độ với mây nghĩa là cũng có mây thỉnh thoảng và nắng le lói trời rất đẹp vào ngày mai vô cùng lý tưởng để quý vị đến với chương trình cùng diễn với mẹ tại Phước Lộc Thọ một lần nữa vào ngày mai quý vị nhớ dành thì giờ ra Phước Lộc Thọ vừa đi mua sắm vừa vui chơi và xem chương trình trình diễn chọn ngày và Lý Sài Gòn TV cũng sẽ trực tiếp truyền hình để quý vị nào ở xa không ghé được thì cũng có thể nhìn thấy trên màn hình nhưng tham dự tại chỗ đó nhìn thấy nó vui hơn thưa quý vị. Quý vị nhớ vào ngày mai nhé. Vào ngày chủ nhật thì trời ấm lên trở lại và thay cho các con số trước đó nói rằng vào ngày thứ hai nhiệt độ có thể lên đến trên 80 độ nhưng mà hôm nay đã được điều chỉnh. Đây là nhiệt độ ở Westminster ở Anaheim Fullerton càng về hướng bắc thì nhiệt độ nó thay đổi chút xíu có thể lên thêm khoảng 4 5 độ nữa cho nên quý vị cứ cộng thêm 4 5 độ. Nhiệt độ ở trung bình vào ngày chủ nhật có thể lên đến khoảng gần 80 độ. Vào ngày thứ hai cũng có thể vào khoảng 81 82 độ. Sang đến ngày thứ ba lại mưa mây mù trở lại. Nhưng mà chưa thấy mưa. À, mặc dầu cơ hội trời mưa của những ngày cuối tuần là khoảng 10%, 10% này có thể là buổi, buổi sáng khi nhiều mây và mưa bụi đó, thưa quý vị đó cũng là một hình thức có mưa thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã tăng lên tốc độ chóng mặt sau vài ngày qua bị tụt giảm dưới mức 18.000 vì các mối quan tâm đến kinh tế bởi vì trước đó chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến các mối quan ngại về đồng đô la quá mạnh và có thể gây hại đến ngành sản xuất của Hoa Kỳ và họ cũng lo ngại là việc làm có thể từ đó bị ảnh hưởng thế nhưng cái việc làm ảnh hưởng có thể ở trong tương lai chứ không phải là trong tháng tư vừa qua trong tháng tư vừa qua các công ty đã thuê mướn thêm hơn 200.000 việc làm mới và đã đẩy mức tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Mỹ xuống còn khoảng 5.4 mà thôi và điều này chứng minh là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng tiến chưa kể là lương cơ bản của người dân cũng đã được nâng lên trung bình khoảng 1 hay 2% trong thời gian qua. Chính vì thế mà Dow Jones đã lên rất mạnh ngày hôm nay 261 điểm vượt quá 18.000 gần đụng 18.200 luôn thưa quý vị. S&P 500 cũng lên được 27 điểm và thị trường khắp nơi trên thế giới đều tăng. Hôm nay quý vị nhìn thấy toàn bộ đó là màu xanh tươi như là mới một trận mưa vừa thổi qua miền Nam California vậy. Dầu hồi nãy xuống nhưng bây giờ cũng đang tăng lên nhưng mà nhẹ thôi. 59 đồng lẻ 8 sen. Trong bản báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ về việc làm họ nói ngành năng lượng tại Hoa Kỳ nhất là ngành dầu hỏa thì việc làm bị mất. Nhưng mà tất cả các ngành khác đều tăng việc làm và vì thế đã lấy lại được rất nhiều các việc làm đã mất khi mùa đông đã gây ảnh hưởng đến con số việc làm vào tháng 3. Vàng lên được 2 đồng tư, 1.184 đồng 60 cent một troy ounce, thưa quý vị. Và giá vật liệu thô cũng tăng lên trong ngày hôm nay. Nhìn chung là thị trường đều tăng cả. Tại Texas, lại một chiếc xe lửa bị chật đường dây. Nhưng mà may mắn chiếc xe lửa này không chở dầu như chúng tôi đã tường trình vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay, chiếc xe lửa này chở hàng và vì bị một trận gió lốc thổi qua, có thể là chiếc xe lửa đã chạy quá tốc độ và đây cũng là một vấn nạn mà cơ quan kiểm soát đường dây xe lửa tại Hoa Kỳ này đang tìm kiếm đưa ra các quy định gắt gao hơn để ngăn cấm tài xế chạy quá nhanh. Đôi khi vì muốn về bến sớm, nhiều tài xế đã không quan tâm đến tốc độ và cứ thế mà chạy về thế gây tai nạn và quả nhiên như thế chiếc xe đang chạy ngon chớn thì gặp một cơn gió lốc giật thổi một cái thế là cả mấy chục toa xe nghiêng qua một bên lật xuống đường dày và gây thương tích cho bốn công nhân đường dày nhưng mà không có ai bị thương vong và bây giờ ảnh hưởng này sẽ gây trì trệ cho việc chuyển hàng Vâng, bởi vì đây là chiếc xe lửa chuyển hàng có tất cả 17 toa xe như quý vị đang nhìn thấy đó, nó chật ra khỏi đường dày. Đó là nội vụ với xảy ra ở Texas. Trở lại với các bản tin từ Venice, Los Angeles, chúng tôi sẽ có phần tin chi tiết về người homeless vô gia cư đã bị cảnh sát bắn chết vào tối hôm thứ Tư vừa qua. Giờ đây thì các cuộc điều tra đang tiến hành và một lần nữa hành động của cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng lại tiếp tục bị lên án trong ngày hôm nay mặc dù họ đã thấy là trong thời gian qua những vụ mà cảnh sát sử dụng vũ lực tiếp tục gây những cái phẫn nộ của các cộng đồng vậy mà la lapd là sở cảnh sát los angeles vẫn không có những cái nghĩa là các nhân viên đó, họ vẫn chưa có thấu hiểu được những cái vấn nạn hiện nay và vẫn tiếp tục sử dụng súng thay vì cái phương cách khác để chấn áp à, tội phạm hay là nghi can vân vân chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại và gửi đến quý vị bản tin từ Venice Los Angeles.